đi bắt chuột nha. Bữa nay anh Quốc anh xuống bắt cờ luôn á, anh em luôn hết hồn nha. Nó dày á, nó gom vào trong rồi. Dưới lúa chạy chạy hay hay nữa dập đấy. Ba con anh Tú ơi, lúa gì mà không có ba con chuột trời. Nó láng kìa. Lương hả? Lương hả? Lương có nhân trùng gì á? Thì một lạc khách lên tốt. Nhân trùng. Nhân trùng, nhân trùng. Đi nước hả?
lên chưa anh? Đây, có dấu bì chưa? Ôi, dừng ngách của nó. Có xì nước ở chỗ đó nha kìa. Chờ chờ cái xong, từ 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 từ. Không được, không được. Chưa. Chưa sao? Nằm ngang. Rồi. Lên chưa? Chưa. Đó, chạy. Bự. Một con hai con. Ê chạy. Xuống cái bé. Trở lại hả? Đen chụp dính rồi. Dính rồi anh ơi. Đúng không? Từ bắt con. Hay quá đen ơi. Cục bánh chi ta? Hai con bánh kia. Tiếp tục. Nè con. Đó, động đi con. Chụp bánh các bạn ơi. Thôi bỏ dép này luôn đi. Bữa nay chụp bự không các bạn? Yeah.
Phương. Cái cục đuôi luôn. Rồi, xe theo coi. Xe nhẹ anh Tú. Lấy xuống nha, lấy cái giọng nha. Tới rồi mấy ông ơi. Thế này, thế này. Xích nó thưa chủ có gì anh Tú? Đi sạch sẽ đã không nổi, không kịp cả. Cái đồng này là cái đồng kế bên chòi các bạn. Chòi mình bên kia kìa. Vậy để cho bà con ta đỡ rồi. Qua ăn vô mấy lúa, mấy lúa này mấy năm trước rồi, đã rồi. Không có mấy bao lúa nữa.
bắt vài con cho anh Quốc ăn cho hơi chơi cho vui. Anh Quốc bữa nay xuống bất ngờ nó cũng hết hồ hết vía chưa. Thôi mình về chờ anh Tú ơi. Con chưa?